bước mà khi collagen kết hợp với vitamin C sẽ tác động lên cái làn da của chúng ta. Đó là bước thứ nhất, đó là khi collagen thủy phân đưa vào trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ hấp thu dưới dạng các cái axit amin nhỏ để mà tăng cái độ hấp thu lên tối đa trong cơ thể. Tuy nhiên là khi bước vào trong cơ thể rồi thì nhờ cái sự hỗ trợ của vitamin C, nó sẽ làm kết hợp các cái axit amin này lại thành các cái sợi collagen cung cấp cho làn da, cung cấp cho các cái bộ phận khác ở trong cơ thể. Ngoài ra nữa là khi chúng ta bổ sung một cái lượng vitamin C liều cao cho cơ thể thì sẽ khiến cho các cái tế bào melanocyte bị ngăn cản trong cái việc mà chuyển các cái sắc tố lên trên cái bề mặt da. Từ đó, ngoại trừ các cái chuyện là làm cho làn da săn chắc, giảm nếp nhăn, thì nó sẽ hợp đồng với nhau để mà làm cho làn da của chúng ta trắng sáng và đều màu hơn rất là nhiều so với là chúng ta bổ sung chỉ riêng một mình collagen. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.